Cơ sở Ran Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2019, cơ sở chúng em giới thiệu cho các bạn những cái loại lan mà hôm nay cập nhật được, không không được cái số lượng nhiều mấy các bạn ạ. Hôm nay chỉ còn mỗi loại mấy cân, loại vài cân thôi, chắc là sẽ không đủ hàng cho các bạn rồi, nhưng mà sao để chiều tối em sẽ lại cập nhật tiếp những cái loại hàng mới. Thì hôm nay em còn những cái loại hàng như này đây. Hôm nay có đai châu Thái bắc trụ, hàng cây nó cây đẹp có, cây xấu cũng có các bạn ạ. Và rồi trước khi đi vào giới thiệu những cái loại lan mà hôm nay muốn chia sẻ cho các bạn, thì giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Và số điện thoại để các bạn liên lạc trực tiếp đặt hàng là số 0984754102 nhé các bạn. Và bây giờ em giới thiệu luôn cho các bạn những cái phần đai châu mà em đã phân loại ra ở đây. Thì em sẽ phân luôn từ hình số 1 là 300.000 nhé các bạn nhé. 300.000, hình số 1 sẽ gồm có một cây như vậy này, lối một lá này các bạn này. Đó, lối một lá ở trên nhá, nó bị cháy một đốm. Đó. Cây số 2 này. Cây thứ 2 này, cây thứ 2 là gần như là nguyên vẹn, lối mỗi một chút lá ở đây thôi. Cây vẫn còn đang ra nụ, rất là khỏe luôn. Đây. Ba cây này. Cây này rất đẹp luôn này, lá ngắn đẹp mà không hề bị lối lá. 4 này. Hình này có tới 5 cây luôn các bạn ạ. Hình số 1 có tới 5 cây nhé các bạn nhé. Đấy, 5 cây như vậy này. Còn đây hình số 2 cũng 300 này. Đó, hình số 2 rất là đẹp luôn á. Cây này không hề bị lối lã luôn các bạn. Đó. Đây. Hai cây này. Ba cây này, cây nào cũng đang có nụ nha các bạn. Cây này hai nụ luôn này. Rất đẹp luôn. Bốn cây này. Đó. Bốn cây. Cây này bị rách lá đây một chút. Và đây là hình số 3 đây. Đó, hình số 3 gồm có bao nhiêu cây này? Đó, một cây này rất lành lặn này, không hề bị lỗi lá luôn này. Hai cây, cây này cũng rất là lành lặn luôn. Lá này bị vỡ được một chút này. Vỡ một chút lá. Ba cây. Ba cây. Rất lành lặn luôn các bạn ạ. Lá này cũng bị vỡ một lá này. Cái lá này to mà vỡ một lá này. 300.000. Còn đây hình số 4. Hình 4 đây. Thì cũng có 3 cây này các bạn này. Đó, cây này cũng rất lành lặn luôn này. Còn đây là một cây mẹ con luôn các bạn ạ. Đây là một cây mẹ con này. Đấy, hình số 4 cũng 300 nhé các bạn nhé. Còn đây hình số 5. Hình số 5 thì đây. Đấy, hình số 5 cây nó rất lành lặn luôn này. Một cây này. Hai cây rất lành lặn này. Đang đẻ thêm một cây con ở bên này nhé các bạn nhé. Cây số 3 đây. Đấy. Hình này không hề có cây nào bị lối nhé. Hình số 5 cũng có giá là 300.000 ạ. Còn đây là hình 6. Hình số 6. Cây này cũng rất là lành lặn mà lá ngắn, lá to rất đẹp luôn này. Đấy, bản lá rất to. Hình số 6 có 3 cây. Cây không hề bị lối lá luôn nhé các bạn nhé. Đấy. Cây lành lá luôn này. 3 cây lá nguyên lành này. Là hình số 6 này. Còn đây hình số 7. Hình số 7 có giá là 300.000 nhé. Đó, cây này
Cây này chỉ bị rách mỗi một lá này thôi, bị đứt mỗi một lá bên này. Đó. Còn cây này lá còn rất lành luôn này. Đó. Cây này bị gãy lá đuôi, đuôi lá. Cái đuôi lá này chả quan trọng các bạn ạ. Nó không ảnh hưởng đến cây nhiều. Đây cũng có giá là 300 nghìn mà 3 cây. Rất đẹp luôn. Còn đây hình số 8. Hình số 8 gồm có rất là nhiều cây nhỏ nhé các bạn nhé. Có giá là 400 nghìn ạ. Hình số 8 để em đếm hình số 8 cho các bạn có bao nhiêu cây nhé. 1 2 này 3 này 4 này 5 này 6 này 7 8 9 10 cây này 11 này 12 này 13 này 14 này 15 16 cây các bạn ạ. Đấy. Lá này bị rách này. 16 cây có giá là 400 nghìn. Còn đây là hình số 9. Hình số 9 nào. Hình số 9 gồm có mấy cây? Một cây rất là lành lặn này. Hai cây này. Cây này bị gãy lá này. Ba cây này. Cây này rất lành này. Bị vỡ một lá ở bên này thôi nhá. Bốn cây này. Cây này lá hơi dài. 5 cây. 5 cây. Cây này rất đẹp luôn nhưng mà lá nó của nó kiểu như là bị đốm đốm kiểu sâu á các bạn ạ. Nhưng mà hai cái lá mới đang phát triển đây thì nó đang khỏi bệnh rồi. Nhớ các bạn nhé. Đó. Hình có giá là 300 nghìn nữa. 5 cây luôn. Hình số 10. Hình số 10 xem nào. Đấy. Có một cây này. Cây này cũng còn rất đẹp này. Lá này bị gãy ở đuôi. Đó. Lá bên này cũng bị gãy đuôi. Đấy. Cây này rất to luôn này. Bạn lá to này. Mà lá bị gãy mà. Bị rách ở giữa một đường nữa. Chưa rách hẳn đâu các bạn ạ. Nó bị vỡ một tí thôi. Đó. Có 4 cây nhé các bạn nhé. 4 cây này. Cũng có giá là 300 nghìn này. Còn đây là hình số 11. Có giá là 400 nghìn. Gồm có những cây trâu rất là to luôn các bạn ạ. 400 nghìn mà những cây trâu này cực kỳ to luôn này. Đấy. Cây này bị vỡ lá này. Đây. Cây này còn lành lặn lắm này. Bị vỡ một lá bên này thôi các bạn ạ. Đây. Đó. Cây này cũng bị lỗi lá đôi chút. Cây này bị gãy một lá bên này. Đấy. Đây là những cây lô này bị vận chuyển là bị bẹp thùng. Về được có mấy cây thôi mà cái thùng nó đóng nó yếu quá nó bị bẹp thùng. Hình số 12 này cũng đây. Cũng có 4 cây. Cây này rất lành lặn luôn này các bạn này. Bị vỡ cái đuôi lá này thôi. Đấy. Đó, cây này. Cây này bị gãy mất nửa lá này. Cây này rất to này, gãy đuôi lá hai đuôi lá bên này. Và đuôi lá bên này cũng bị này và vỡ mất một lá này. Đó. Hình số 12 có giá là 400 nghìn nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn thích đặt phần nào thì gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em để đặt hàng nhé các bạn. Và ở bên này đây em có 3 phần Trần Tuấn, mỗi phần là 200 nghìn nhé các bạn nhé. Mỗi phần là 200 nghìn ạ. Trần Tuấn thì bây giờ đang ra nụ nhé các bạn. Bây giờ Trần Tuấn bây giờ đang nứt mắt nụ này. Như cây này đây đang nứt hai mắt nụ này. Đó. Đấy. Đây, cây này cũng đang nứt hai mắt nụ này. Đó. Mỗi phần này là 200 nhé các bạn nhé. 3 phần, mỗi phần là 200 nghìn ạ.
Còn đây em có một vài bảng ý thảo 3 màu. Ý thảo 3 màu thì mỗi bảng này em bán với bảng là đá thuần nhé các bạn nhé, được ghép vào bảng dỡn. Mỗi bảng này nó đều có tầm khoảng 2 thân tơ, 2 3 thân tơ. Đấy. Thân to dài thì 2 thân mà thân nhỏ thì nó nhiều thân nhé các bạn nhé. Đấy, mỗi bảng là 80.000 đúng ạ. Mỗi bảng là 80.000 em chia sẻ cho mọi người. Hàng này về các bạn chỉ việc treo lên và cho thêm phân dê lên treo lên bên trên. Như cây này có 3 thân tơ này. Đó. 80.000 một bảng đấy các bạn ạ. Bảng này có mỗi một thân thôi, bị gãy mất một thân rồi. Bảng này em bỏ ra thôi. Bảng này còn mỗi một thân thôi. Bảng này em cho vườn em treo nuôi tiếp để em ghép thêm cái gì, ghép thêm vào để cho nó thuần thôi. Đấy, bảng này có tới 4 5 thân tơ luôn mà nó thân nó nhỏ, có một thân nó to thôi. Đấy. Và đây là những mặt hàng kg mà ngày hôm nay em có. Thì ở đây là ý ngọc nhé các bạn nhé. Ý ngọc thân rất to luôn, lô này em rất là ưng ý. Hàng này thì hàng hôm qua rồi. Đấy, có giá là 200.000 một cân thôi, ý ngọc nhớ các bạn nhé. Lan Hoàng Thảo ý ngọc. Ý ngọc thì bây giờ cũng đang chuẩn bị đi vào mùa nó sưng mắt nụ rồi, nên là chúng ta nên mua sớm để tránh hỏng những cái mắt nụ lúc vận chuyển các bạn ạ. Đó, 200.000 một cân ạ. Và còn đây là hạc vĩ Bắc nhé các bạn nhé. Lô này thì thân rất đều luôn. Hạc vĩ Bắc thì bây giờ đang sưng nụ rất là nhiều luôn các bạn ạ. Hạc vĩ Bắc thì bây giờ nó đang bắt đầu sưng nụ rất là nhiều luôn. Đây này, đang nứt mắt nụ rất. Thân nào cũng đang nứt mắt nụ hết rồi các bạn ạ. Đây. Đó. Đấy, đang đang nứt mắt nụ ra này. Rất nhiều luôn. Thân nhỏ cũng đang nứt rồi. Đấy. Hạc vĩ Bắc có giá là 260.000 một cân ạ. Dòng này được cái thân nó hơi tím tím. Dòng thân tím tím này hoa sẽ cho màu nó màu đậm, màu hồng hơn nhé các bạn nhé. Còn đây là Hoàng Thảo Vôi. Hoàng Thảo Vôi này có giá là 260.000 một cân ạ. Hoàng Thảo Vôi loại đẹp nhé các bạn nhé. Còn đây là Ngọc Thạch 3 màu. Ngọc Thạch 3 màu có giá là 200.000 một cân ạ. Ngọc Thạch 3 màu, lô này thân to rất là nhiều luôn. To đẹp, còn mấy cân này. Và còn đây là lan đuôi chuột. Đuôi chuột hàng đẹp này 150.000 một cân ạ. Đuôi chuột này chúng ta trồng đứng. Đấy. Dòng này cho hoa vào từ tháng 10 nhé các bạn nhé. Bắt đầu từ tháng 10 là nó có hoa rồi. Bây giờ nó mùa đã mùa tàn hoa rồi các bạn ạ. Đấy. Đuôi chuột có giá 150.000. Còn đây là đuôi chồn. Chồn Bắc nhé các bạn nhé. Chồn Bắc chồn trắng. Loại này là loại cây nhỏ thôi. Nên là loại này có giá là 180.000 một cân này. Còn bên này là cây to. Cây to đẹp luôn á các bạn ạ. Còn có chừng khoảng 3 4 cân cây to đẹp này. 3 cân như này thôi. Loại cây này thì chừng khoảng 5 cây là một cân rồi. Có giá là 240.000 một cân nhé. Còn đây Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên còn có mấy cân này. Rất là to đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, Sơn Thủy Tiên phiên hôm nay em bán xả đi cho các bạn 160.000 một cân thôi. Hàng dề đẹp luôn. Ở đây ý thảo 3 màu. Ý thảo 3 màu bó này có chừng ở nửa cân. Chia sẻ với mọi người là 100.000. Còn đây là bó kim thoa. Bó kim thoa này chia sẻ với mọi người là 50.000. Đó, bó kim thoa này rời rời cây nhỏ vừa vừa thôi, 50.000. Và còn đây là trúc mành. Trúc mành Tây Bắc. Hàng rất là to luôn, trúc mành Điện Biên. Thân to ụ luôn này. Đấy, rất là ít thân mảnh thôi. Đấy, thân tím tím. Loại này cho bông thì cực kỳ sặc sỡ rồi.
250.000 một cân nhé các bạn nhé. À, và còn ở đây một bó lan báo hỉ, bó này cũng hàng rời rời thôi này, 70.000 bó này nhé. Bó này hơn một cân luôn, 70.000 báo hỉ nhé. Còn đây có chừng khoảng một cân vải rồng ở đây, 150.000 ạ. Vải rồng, vải rồng này là vải rồng Tây Bắc đấy, còn một cân thôi đó. Còn đây là đùi gà, đùi gà này cũng là đùi gà Tây Bắc nhé các bạn nhé. Thân nó khá dài dài và hàng này cũng không phải là hàng đẹp mấy nhé các bạn nhé, có giá nó 180.000 một cân thôi đấy. Loại hàng đẹp thì có giá 230 đến 250 cơ, nhưng mà cái này hàng xấu xấu thôi thì đấy. Bây giờ đang sưng mắt nụ nhé các bạn nhé. Đây một thân này đang sưng mắt nụ rất là nhiều luôn này. Đó, đây là những cái mắt nụ này đang sưng ra này, cả những thân này bắt đầu đang sưng mắt nụ rồi các bạn ạ. 180.000 một cân thôi. Còn đây là kim điệp xuân, kim điệp xuân lô này thì cây nó cũng đều đều nhau, 150.000 một cân nhé các bạn nhé. Kim điệp xuân đang chuẩn bị đi vào mùa nụ rồi đó. Còn đây là kim điệp nhựa, kim điệp nhựa cái loại này là chủ yếu là cây nhỏ nhé các bạn nhé, thì có giá là 180.000 một cân thôi các bạn. Giá này em chia sẻ mọi người 180.000 một cân thôi. Còn ở thùng bên này đây vẫn còn rất nhiều cây to, những loại cây to đấy bây giờ đang nụ nhé các bạn nhé. Kim điệp nhựa, kim điệp nhựa, kim điệp thơm đấy các bạn nhé, bây giờ đang lên nụ rất là nhiều này, loại to đều đều thì có giá là 250 một kg nhé các bạn. Đấy, đây là vẫn còn hàng nhỏ khá là nhiều, em chưa lọc ra hết, nhưng mà các bạn yên tâm khi đặt hàng hàng to thì là sẽ được hàng to cỡ như này trở lên không thôi các bạn ạ, 250 một cân ạ. Còn loại nhỏ nhỏ này là 180.000 thôi. Đấy, đấy, hàng 250 đây sẽ như này đây đó, thân này to ụ luôn đây này đấy. Và còn đây là long tu xuân hàng giống, hôm qua thì có một bác gọi điện đặt lấy 5 cân rồi, chắc chỗ này chỉ còn được chừng khoảng 2-3 cân gì nữa thôi, ở trong thùng này thôi đấy. Đó, hàng giống thì nó ngắn thôi các bạn ạ, nó ngắn độ 5 phân đến 10 phân có đấy, như cái này đây, cái này thì nó độ khoảng 7 phân đấy mới đó. 10 phân 20 phân có nhé các bạn nhé. Nói chung là hàng ngắn ngắn thì nó cũng ít thôi, nó rơi vào độ khoảng 10 phân đến 20 phân là nhiều các bạn ạ. Đây, đấy, đấy, những cái thân trắng trắng đấy là thân tơ nhé các bạn nhé. Đấy, còn những thân già là thân tím rồi. Long tu xuân loại này hàng giống có giá 180.000 thôi, loại hàng đẹp em vẫn đang trên đường về đây, loại hàng đẹp có giá là 250.000 một cân cơ. Còn đây là kiều vàng, kiều vàng này đây. Kiều vàng hàng này hơi xấu xấu rồi rồi, 120.000 một cân. Còn đây là phi điệp vàng, phi điệp vàng chỉ còn có mấy cân, chắc độ khoảng 7 cân. Phi điệp vàng có giá 150.000 một cân nhé các bạn. Còn đây là hoàng thảo môi tua, môi tua có giá 150.000 một cân nhé các bạn. Đấy, môi tua có giá là 150.000 một cân ạ. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà hôm nay muốn chia sẻ cho mọi người, thì em sẽ giới thiệu qua và giá chi tiết từng loại. Các bạn đặt hàng thì xin hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của em là 0984754102 nhé các bạn nhé. Và một số khách hàng thì hay thường nhắn tin Zalo, nhưng mà thực sự là cái thời gian để mà online Zalo thì bên cơ sở chúng em thì không có thời gian, nên là những tin nhắn đấy em thường thường là không tiếp nhận được. Tốt nhất là các bạn nhắn tin nhắn trực tiếp vào số điện thoại của em là đơn hàng và địa chỉ
tên các bạn luôn nhá. Rồi em sẽ chốt đơn ở trên tin nhắn và trên những cuộc gọi trực tiếp từ các bạn gọi đến cho chúng em. Vâng, em Ngọc Bến xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Facebook nhé.